Con khỉ này rất thông minh, nó đang chọn một cành cây để chuẩn bị chiến đấu. Dường như nó đang tiến hóa hay sao mà nó biết mài nhọn cành cây. Nhưng cuối cùng nó lại chọn mài một cọng dây xích rất là to. Nếu chú khỉ này được trả về tự nhiên thì nó sẽ tiến hóa hay không?